Chúng ta chuyển sang quay lại với đầu cầu Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu với bệnh nhân nam 84 tuổi viêm phế quản và hội chứng suy nút sang. Xin mời Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu ạ. Em xin chào quý thầy cô và các chị đồng nghiệp ạ. Em xin báo cáo bệnh nhân hội chẩn hôm nay ạ. Họ hành chính bệnh nhân nam 84 tuổi, nghề nghiệp hưu trí, địa chỉ ở thị trấn Mộc Châu, Sơn La, vào viện ngày 3 tháng 8 năm 2020. Lý do là sốt, mệt mỏi, tiền sử bệnh nhân có block AV độ 1, không có tiền sử dịch tễ COVID-19, chưa xuất hiện choáng váng nhất bao giờ. Với bệnh sử là khoảng 2 ngày trước vào viện thì bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi kèm theo sốt ở nhà, dùng thuốc không đỡ vào viện. Lúc vào bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không khó thở, sốt 39 độ C, ho cơn, không có đờm, phổi có da nổ và da rít hai phế trường, có đục vùng đáy phổi hai bên, đi tâm đồ, có hình ảnh nhịp tập xoan 45 chu kỳ trên phút xen kẽ ngoại thương thu nhĩ, trên bệnh nhân bố lốc AV độ 1. Em tiến hành nghiệm phát atropine dương tính, nhịp tim sau tiêm atropine là 65 chu kỳ trên phút, không đều, có dạng block xoan nhĩ mô bít 1. Bệnh nhân tự thở oxy, hạ sốt, khí dung, kháng sinh, dùng nhiều ceftriaxone cộng levofloxacin đường tĩnh mạch. Hiện tại thì bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, thể trạng gầy, khó thở, khi leo cầu thang sốt 1 đến 2 lần, nhiệt độ khoảng 38 độ C trong ngày, phổi thông khí được, có gian ẩm, gian nổi, phổi phải, bụng mềm không trướng, không nhiều liệt, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường ạ. Về kết quả cận lâm sàng thì em đã gửi trên hệ thống X quang ngực thẳng này, lúc vào viện thì bệnh nhân có bóng tim to, nốt mờ rộn rải ra hai bên phổi phải. X quang ngực thẳng ngày 6 tháng 8 là có hình đám mờ đáy phổi phải ranh giới không rõ. Điện tâm đồ lúc vào viện có hình ảnh nhịp chậm xoan 45 chu kỳ trên phút, xen kẽ ngoại thương thu nhĩ. Chỉ số sốt cốc ông là 30 mm. Siêu âm tim có hình ảnh hở chủ nhẹ, vừa chức năng thông thu thất thải trong giới hạn bình thường, EF 60%. Về điều trị bé đã thở thở oxy kính, khí dung, ceftriaxone 2 g trên ngày trong vòng 7 ngày, levofloxacin 500 mg trên ngày trong vòng 7 ngày, solumedrol 80 mg trong vòng 5 ngày, Azithromycin là 200 mg sau 4 ngày vào viện, ngày đầu 500 mg, 4 ngày sau là 250 mg, lisinopril là 5 mg trên ngày, furosemide là 40 mg trên ngày, Naloxone là 25 mg trên ngày, pantoprazole là 40 mg trên ngày. Chẩn đoán của em là phế quản, phế viêm trên bệnh nhân là theo dõi hội chứng suy nút xoang, suy tim độ 2. Về yêu cầu hội chẩn của em hôm nay là chẩn đoán như thế đã hợp lý hay chưa, và hướng điều trị tiếp theo, bởi vì bệnh nhân hiện tại thì bệnh nhân vẫn còn sốt, tai thẳng trong ngày, nhiệt độ từ 38 độ C ạ, và cái điện tim của bệnh nhân thì mình có cần phải xử trí gì không ạ? Vâng, Em cảm ơn đầu cầu Đa khoa Mộc Châu, và các thầy cô ở đầu cầu Mộc Châu có thể nói gần hơn một chút vào micro để mọi người nghe rõ hơn được một chút. Trước hết xin mời thầy Linh phân Dạ tích vâng ạ. những cái hình ảnh X-quang của bệnh nhân ạ. Vâng, báo cáo thầy Thành thì các bạn đã cho chụp cái cắt lớp phổi, nên là xin phép thầy là phân tích luôn cái hình ảnh phim cắt lớp phổi ạ. Trên phim cắt lớp phổi thì ở phía trên chúng ta thấy luôn là trên thùy phải tuyến giáp nó khá to, nó cũng cái tổn thương dạng u hoặc là dạng nang nằm ở đây. Cái này thì về sau các bạn đối chiếu với siêu âm lại thì đánh giá tốt hơn, nó cũng hơi thõng xuống một phần cái trung thất trên. Trên cửa sổ trung thất thì chúng ta thấy thì cái cũng không có gì quá lớn, nên chúng ta thấy là có cái vôi hóa, cũng lại vôi hóa của động mạch vành bên trái, cả hai nhánh nhánh mũ và nhánh LAD đều vôi hóa. Thế động mạch vành phải thì có vẻ không có vôi hóa, không có hạch trung thất, kèm theo thì có một chút dịch màng phổi của hai bên, chủ yếu bên trái, mức độ nhẹ thôi. Trên cái cửa sổ nhu mô phổi thì chúng ta thấy là tổn thương của bệnh nhân này thì rất nhiều các cái giãn phế quản dạng túi, xin lỗi, giãn phế quản dạng túi nằm rải rác, thùy phải thì nhiều hơn thùy trái, nhưng mà cả hai thùy đều đều có hết. Đây, các cái ổ giãn phế quản dạng túi rất điển hình đấy. Bên trái thì ít hơn. Chúng ta có thể nhìn thấy một số nhánh ở vị trí của đỉnh của, tức là hạ phân phân thùy 6 thôi. Thế ngoài ra thì có một số cái tổn thương mờ dạng tổ chức kẽ, mờ kính của tổ chức kẽ, nằm ở chủ yếu nằm ở phía ngoại vi. Đây, các cái mờ kính nằm lan tỏa. Đấy, kèm theo có một số tổn thương dạng giải sơ của viêm cũ nữa. Đấy. Như vậy thì bệnh nhân này thì kết luận thì tổn thương của nhu mô phổi thì đấy là trên nền của giãn phế quản lan tỏa chủ yếu bên phải dạng túi, có bội nhiễm viêm của tổ chức kẽ, viêm phổi kẽ.
Đấy, kèm theo thì có vôi hóa động mạch vành, có một chút ít dịch màng phổi và u của thủy trái tuyến giáp. Xin hết ạ. Vâng, cảm ơn thầy Linh. Xin mời tiến sĩ Hoàn, chuyên ngành hô hấp, thầy cho ý kiến trước. Thì hiện tại bệnh nhân vẫn còn đang sốt. Vâng, cảm ơn thầy. Kính chào các anh chị ở bệnh viện Mộc Châu Sơn La và các điểm cầu. Chúng ta có một cái bệnh nhân nam giới 84 tuổi vào viện đợt này vì xuất hiện các cái triệu chứng nhiễm trùng hô hấp cấp tính, có ho, có khó thở và sốt. Xin phép hỏi thêm các anh chị một chút liên quan đến tiền sử của bệnh nhân, thì không biết là bệnh nhân của chúng ta có các cái dấu hiệu ho khạc đờm mãn tính hay không, rồi có các cái dấu hiệu của nhiễm trùng hô hấp tái diễn hay không, rồi tiền sử các cái yếu tố nguy cơ, đặc biệt là hút thuốc lá, thuốc lào như thế nào, vì ở đây thì cũng không thấy có anh chị có thông tin đấy. Thứ hai là về các cái vấn đề khám lâm sàng, thì hiện nay bệnh nhân có khạc đờm hay không ạ? Về các cái xét nghiệm cận lâm sàng, ở đây thì chúng ta thấy có bạch cầu trong máu thì tăng, và tôi quan tâm đến vì chúng ta bệnh nhân của chúng ta có các cái rối loạn nhịp tim, nhịp chậm, cho nên tôi quan tâm đến cái vấn đề điện giải của bệnh nhân. Hiện nay thì không biết là bệnh nhân đã được làm các xét nghiệm về điện giải đồ như là kali máu rồi natri máu thế nào. Trong các cái bản ghi của các anh chị đây thì có cái xét nghiệm canxi máu là 2.0, nhưng canxi ion hóa mà 2.0 thì tôi nghĩ là chắc là đây là nhầm đấy, đúng không? Đây là canxi toàn phần đúng không? Không ạ, canxi toàn phần thì ạ. Vâng ạ, vì canxi ion hóa thì chắc không thể cao được như thế này rồi. Thế thì cũng nhờ các anh chị cung cấp thêm một số các cái thông tin như vậy trước khi mà chúng ta đi đến cái chẩn đoán cũng như điều trị của bệnh nhân ạ. Báo cáo thầy thì em khai thác thì tiền sử bệnh nhân cũng không có hút thuốc lá, thuốc lào ạ, và là đợt này thì bệnh nhân chỉ ho cơn mà không có đờm ạ. Và cái máy xét nghiệm máy điện giải thì hiện tại thì em thì hết hóa chất nên là chưa làm được điện giải ạ. Báo cáo hết ạ. Vâng, cảm ơn ạ. Chúng ta cũng đã nghe thầy Linh phân tích về hình ảnh cắt lớp vi tính. Thế thì với một cái bệnh nhân xuất hiện các cái triệu chứng nhiễm trùng hô hấp cấp tính như vậy, và với cái hình ảnh đặc biệt chúng ta thấy là giãn phế quản lan tỏa và kèm theo các cái tổn thương kính mờ, tổn thương kẽ, thì chúng ta sẽ chẩn đoán đây có thể là một cái giãn phế quản đợt bụi nhiễm. Nếu mà giả sử chúng ta, tại vì tôi cũng thấy có một số cái hình ảnh gợi ý một cái tình trạng giãn phế nang ở bệnh nhân này, thì nếu mà chúng ta khai thác thêm được các cái tiền sử bệnh nhân có những cái dấu hiệu khó thở, thở khò khè, thở rít ấy, thì có thể bệnh nhân sẽ kèm theo một cái bệnh lý là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì chúng ta có thể chẩn đoán đây là một cái đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có bụi nhiễm và kèm theo có giãn phế quản. Thế vấn đề điều trị thì đối với các cái giãn phế quản bụi nhiễm hoặc là đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có bụi nhiễm thì chúng ta sẽ điều trị kháng sinh. Ở đây thì chúng tôi có thấy các anh chị đã cho các cái thuốc kháng sinh là ceftriaxone, levofloxacin. Ở đây thì không hiểu là chúng ta là dùng levofloxacin ngay từ đầu đúng không ạ? Dạ, sau đấy thì đến ngày thứ tư thì tôi thấy các anh chị có thêm là azithromycin đấy ạ. Vâng. Có đúng thế không ạ? Tức là mình cắt levo mình thay bằng bằng azithromycin hay là dùng levo ạ? Tức là mình dùng song song cả ba thứ ạ. Vâng ạ. Vâng. Vâng. Thực ra thì về các cái khuyến cáo điều trị các cái nhiễm trùng hô hấp cấp thì nếu giả sử bệnh nhân chúng ta không có các cái yếu tố nguy cơ như là trong vòng 3 tháng đã đến các cơ sở y tế, không có nhiễm trùng hô hấp tái phát liên tục tái diễn ấy, thì có lẽ là chúng ta vẫn điều trị theo hướng cộng đồng. Thế thì lựa chọn kháng sinh trong trường hợp này thì các anh chị nên lựa chọn một cái kháng sinh nhóm beta lactam phối hợp với cả macrolide. Chúng ta có thể lựa chọn là azithromycin như các anh chị lựa chọn hoặc là clarithromycin. Tuy nhiên thì ở trên bệnh nhân của chúng ta có một cái điều hết sức đặc biệt chú ý, đấy là bệnh nhân có một cái nhịp chậm, mà các cái thuốc kháng sinh nhóm macrolide và quinolone thì nó sẽ có một cái tác dụng không mong muốn, đấy là nó kéo dài cái khoảng QT, và cái nguy cơ của người bệnh đặc biệt lại lớn tuổi như này thì cái nguy cơ sẽ gây ra các rối loạn nhịp tim nhiều hơn và nó có thể gây ra xoắn đỉnh. Thì cái đấy là cái mà hết sức nguy hiểm. Thế cho nên nếu mà trong cái lựa chọn kháng sinh ban đầu ấy, thì chúng ta có thể chỉ lựa chọn một cái beta lactam, hoặc nếu trong trường hợp mà chúng ta vẫn nghĩ nhiều đến có khả năng nhiễm các vi khuẩn không điển hình
thì hoặc chúng ta có thể sử dụng chúng ta có thể sử dụng doxycycline, hoặc là cân nhắc lắm thì chúng ta sẽ sử dụng sipofaxin, là cái thuốc mà quinolone mà nó ít có nguy cơ gây ảnh hưởng đến QT kéo dài nhất. Tất nhiên thì đối với cả sipofaxin thì cái tác dụng lên các vi khuẩn không điển hình của nó yếu hơn so với các cái quinolone hô hấp khác. Bây giờ thì nếu mà sau khi chúng ta điều trị kháng sinh như vậy rồi thì tôi muốn biết là các cái đáp ứng lâm sàng của bệnh nhân thế nào. Bệnh nhân có đỡ ho khạc đờm, có hết sốt được không ạ? Bệnh nhân thì hiện tại thì vẫn còn sốt thôi ạ. Phổi vẫn còn nhiều rát ẩm và rát nổ. Ho khạc đờm thì bệnh nhân không có khạc đờm, chỉ ho khan thôi ạ. Vâng. Trước khi mà dùng kháng sinh thì ở trên bệnh viện Mộc Châu chỗ mình có làm được cái cấy đờm tìm vi khuẩn trong đờm không ạ? Và bọn em hiện tại thì trên viện em chưa làm được cấy vi khuẩn ạ. Vâng, chúng ta có làm được cái đơn giản hơn đấy là nhuộm gram không ạ? Gram em chưa làm ạ. Vâng, như vậy thì cũng khó rồi đúng không? Trong trường hợp này thì tôi nghĩ là chúng ta đã dùng kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 phối hợp với cả quinolone, thậm chí là cả macrolide rồi mà chúng ta vẫn chưa kiểm soát được cái nhiễm trùng thì chúng ta sẽ phải đổi kháng sinh khác. Có lẽ chúng ta sẽ phải chuyển sang carbapenem. Thế thì ở trên đó thì nếu mà có điều kiện thì chúng ta sẽ chuyển sang nhóm carbapenem. Có thể dùng đơn độc thôi vì đối với bệnh nhân này tôi vẫn thấy có rất nhiều những nguy cơ tiềm ẩn do các cái rối loạn nhịp tim. Lát nữa thì cô Lý sẽ phân tích kỹ hơn cho chúng ta về các cái rối loạn nhịp tim. Và nếu mà trong trường hợp mà có thể tốt hơn nữa thì tôi nghĩ rằng các anh chị có thể nên đưa bệnh nhân đến cái cơ sở y tế cao hơn, đấy là bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, để chúng ta có thể làm những cái thăm dò đánh giá tốt hơn nữa, đặc biệt là đi tìm các cái nguyên nhân, mặc dù là cũng khó khăn vì chúng ta đã dùng kháng sinh một tuần rồi. Xin hết ạ. Vâng, cảm ơn thầy Hoàn. Như vậy một yếu tố rất quan trọng đây để tiếp tục điều trị, tức là chúng ta phải cấy được cái đờm làm kháng sinh đồ, đúng không ạ? Dạ. Đấy. Chứ nếu mà tình trạng này và chúng ta vẫn đang tiếp tục dùng kháng sinh theo kinh nghiệm nhưng mà cái tình trạng bệnh nhân vẫn chưa được cải thiện. Đấy. Thì tôi nghĩ là chuyển bệnh nhân lên sang chỗ bệnh viện tỉnh để chúng ta có thể được cấy được cái vi khuẩn thì sẽ tốt hơn cho người bệnh. Xin phép mời ý kiến của bác sĩ Lý về cái tim mạch của bệnh nhân, là đặc biệt là phân tích cái sự thay đổi của cái điện tim đồ. Xin mời bên kỹ thuật chuyển cái hình ảnh của điện tim đồ lên được không ạ? Không, bệnh nhân 84 tuổi vậy. Vâng. Mời bác sĩ Lý cứ bắt đầu phân tích những cái yếu tố của bệnh nhân này trong lúc chờ cái hình ảnh này. Thưa các anh chị ở bệnh viện Đa khoa Mộc Châu, thì bệnh nhân này là bệnh nhân nam 84 tuổi và bệnh nhân vào viện chủ yếu vì cái tình trạng của bệnh lý đường hô hấp như thầy Hoàn đã phân tích. Thế tuy nhiên thì bệnh nhân có một cái tiền sử có block nhiễm thất cấp 1, nhưng mà bệnh nhân chưa hề có triệu chứng về choáng ngất, tức là triệu chứng của vấn đề về liên quan đến cái nhịp của bệnh nhân. Và sau khi thầy Hoàn có hỏi thêm về những cái tiền sử thì bệnh nhân cũng không có tiền sử của những cái bệnh lý tim mạch. Ví dụ như bệnh nhân cũng không có hút thuốc lá, thuốc lào trước đó, và cũng chưa thấy có cái tiền sử về tăng huyết áp hay là bệnh lý về đái tháo đường. Thế tóm lại là bệnh nhân và cũng không có đang điều trị bệnh lý gì mãn tính cho đến lần này bệnh nhân vào viện. Thế thì khi vào viện thì cái nhịp của bệnh nhân đây trên này, đây là cái hình ảnh điện tâm đồ của bệnh nhân lúc vào viện. Thì là một cái hình ảnh là nhịp nhịp xoang, và nhịp xoang như các anh chị phân tích là nhịp xoang và tần số khoảng 45 đến 50 chu kỳ phút. Có những lúc là có những ngoại tâm thu nhĩ. Thế thì và bệnh nhân đã được làm nghiệm pháp atropine, thì nghiệm pháp atropine các anh chị làm là dương tính, tần số tim nó không tăng lên đáng kể lắm, lên được 65 chu kỳ phút. Thế nhưng đến ngày hôm sau thì anh chị có điện tim ngày hôm sau không ạ? Điện tâm đồ ngày hôm sau thì anh chị lại nói là nhịp. Dạ em có gửi lên đấy ạ. Vâng. Đây thì ngày hôm sau thì nhịp tim lại ghi nhận được là nhịp xoang khá là đều và tần số cũng ổn định.
mặc dù là mình cũng không chưa có can thiệp gì về về các thuốc gì liên quan đến nhịp hay là về tim mạch cả. Thì có một cái yếu tố mà thầy Hoàn đưa ra đó là cái điện giải đồ. Đúng như là thầy Hoàn nói, tức là với một cái bệnh nhân nam mà 84 tuổi như thế và một tình trạng bệnh cảnh ở nhà có sốt và nhiễm trùng như thế thì cái nguy cơ mà biến loạn rõ rệt nhất mà mình có thể đánh giá đó là cái vấn đề rối loạn về điện giải. Mà điện giải thì nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp tim. Đấy, và khi vào thì bệnh nhân vẫn có tình trạng sốt và cái nhịp tim này mình cũng đánh giá là trong cái tình trạng nó có cái bệnh cảnh về hô hấp. Thế nên là cái nhịp tim này nó cũng chưa phản ánh được chính xác là cái vấn đề nhịp nền của bệnh nhân. Và để mà chẩn đoán một cái hội chứng suy nút xoang ấy thì bây giờ người ta vẫn dựa nhiều nhất vào về cái vấn đề là khai thác kỹ triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân. Thế còn cái test atropine thì nó là một cái test làm thêm và nó trong cái vấn đề mà khuyến cáo để chẩn đoán hội chứng suy nút xoang thì không phải là cái đầu tiên và cái duy nhất để mà mình đưa ra cái chẩn đoán đó. Thế nên trong trường hợp của bệnh nhân 84 tuổi này, vì bệnh nhân chưa có cái tiền sử choáng ngất bao giờ và chỉ có cái tiền sử BAV1, thì cái mấu chốt bây giờ tôi nghĩ là vẫn tập trung vào cái điều trị cái bệnh lý mà hiện tại cấp tính ta đang có, đó là bệnh lý về hô hấp. Thế còn và anh chị có thể xét nghiệm, trong cái lần xét nghiệm máu tiếp theo thì mình có thể kiểm tra cái điện giải của bệnh nhân xem cái kali máu của bệnh nhân như thế nào. Thế và bây giờ thì hiện tại thì nhịp tim bệnh nhân đã nhịp xoang này rồi thì mình cứ tập trung vào điều trị cái vấn đề hô hấp. Còn sau đó thì nếu mà ở bệnh viện của tuyến mình thì có đeo được Holter điện tâm đồ 24 giờ không ạ? Bị em thì chưa triển khai được cái Holter điện tâm đồ ạ. Vâng. Thế thì ngay cả cái lần này thì tôi nghĩ là cái vấn đề của bác bệnh nhân này thì cũng không phải là cái vấn đề mà mình cần phải tập trung khảo sát cái đó trước. Đấy. Thì nếu mà giả sử bây giờ mình hàng ngày mình đi khám bệnh mà mình vẫn đánh giá cái tần số tim của bệnh nhân vẫn đều như này, bệnh nhân không có triệu chứng gì về mặt lâm sàng, hoa mắt, choáng và huyết áp vẫn trong giới hạn bình thường thì mình cứ tập trung vào cái nhiễm trùng theo hướng mà thầy Hoàn đã phân tích. Thế còn trong cái điều trị thì tôi có thấy là các anh chị có dùng cho bệnh nhân lisinoprene, lợi tiểu và andactone thì cái huyết áp của bệnh nhân đo đây là 120/80 và cũng không có tiền sử tăng huyết áp thì cũng không rõ là mình dùng cái lisinoprene là có cái dụng ý gì. Hay là vì bệnh nhân siêu âm tim có cái hở chủ nhẹ vừa? Với cả em thấy trên cái NT-proBNP bệnh nhân cũng hơn 1.000 nhá. Thì bóng tim thì nó có bóng nó hiện tại là bóng tim nó giãn thức trái. Thực tế thì với một cái tình trạng mà bệnh lý nhiễm trùng cấp tính và trên một người lớn tuổi thì hoàn toàn là nó có thể tăng cái proBNP, và với một người trên 80 tuổi thì proBNP là 1.060 thì nó cũng không phải là mức tăng quá nhiều. Đấy, người ta cho phép là đến 800, chứ như thế thì cái mức này cũng phải là không phải là mức tăng quá nhiều, nên là mình cũng phải thận trọng, mình cân nhắc cái vấn đề là cân bằng dịch vào da cho bệnh nhân, và bệnh nhân lại còn dùng cả solumedrol nữa, 2 ống 40mg một ngày nữa thì nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái tình trạng giữ nước của bệnh nhân. Đấy. Chứ còn nếu mà bệnh nhân không có tiền sử suy tim và siêu âm tim chức năng tim vẫn bảo tồn, buồng tim ở trên đây thì các anh chị không đưa kích thước, nhưng mà có lẽ là kích thước buồng tim thì nếu mà nó không giãn và không có biểu hiện gì cả thì hiện tại thì cái ức chế men chuyển mình cũng phải thận trọng khi mình dùng, vì nó có thể làm tăng cái chức năng thận của bệnh nhân, và mình cũng chưa đánh giá điện giải nên là mình cũng phải kiểm tra lại cái điện giải trước khi mà mình dùng kể cả furosemide kể cả andactone, vì nó đều có ảnh hưởng đến cái điện giải của bệnh nhân. Vâng, xin hỏi các anh chị ở bên đầu cầu Mộc Châu là bây giờ bệnh viện đa khoa ở huyện Mộc Châu là mình chưa làm được cái điện giải đồ ạ? Báo cáo thầy là cái điện giải hiện tại là hóa chất em hết, tạm thời hết nên là tức là bình thường thì làm được, nhưng đợt này hết hóa chất rồi ạ. Vâng, thực ra tại vì là cái điện giải đồ trong trường hợp của bệnh nhân này nó rất là quan trọng, vì hiện nay chúng ta đang sử dụng rất nhiều thuốc mà nó ảnh hưởng đến cái điện giải của bệnh nhân, đặc biệt là kali máu. Ở đây tôi thấy các anh chị có sử dụng cái phối hợp lisinoprene với cả andactone, tức là spironolactone, thì cái việc phối hợp này nó sẽ làm gia tăng cái nồng độ kali máu. Tất nhiên mình có sử dụng cái furosemide kèm theo, nhưng tuy nhiên nếu mình không kiểm soát được điện giải thì cái việc sử dụng này nó rất là nguy hiểm, vì tất cả những cái ảnh hưởng của điện giải đấy nó sẽ gây ra các biến loạn của điện tâm đồ và có thể nguy hiểm đến tính mạng cho người bệnh ạ. Xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn thầy Hoàn. Như vậy là chúng ta đang dùng một số thuốc và nó đều ảnh hưởng đến cái rối loạn điện giải đồ, đặc biệt là ngoài ra cái viêm phổi chúng ta cũng chưa xác định được cái vi khuẩn gây viêm, và ý kiến của các thầy sẽ là chúng ta chuyển sớm bệnh nhân này lên bệnh viện tỉnh đó, để trên cơ sở đó thì chúng ta có thể làm thêm những cái xét nghiệm bổ sung cho bệnh nhân. Xin phép mời ý kiến của bệnh viện đa khoa Mộc Châu. Dạ vâng, em xin cảm ơn ý kiến của thầy, và em sẽ chuyển bệnh nhân lên tuyến trên điều trị ạ. Em xin hết ạ.
Vâng, cảm ơn Bệnh viện Mộc Châu. Trước khi chuyển sang bệnh nhân cuối cùng của Bệnh viện Đa khoa Mường Khương thì xin phép được xem lại thứ nhất là hình ảnh X-quang của bệnh nhân thoát vị đệm đệm. Có chưa ạ? Vâng, của Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh, và xin mời thầy Linh ạ. Tôi vừa nhìn thấy cái hình ảnh không cái mới cơ. Vâng. Vâng. Còn một cái phim cúi nữa ạ. Báo cáo thầy, đây là phim cúi ưỡn tối đa của bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh. Thì trên cái phim này thì đúng là cũng không thấy cái tổn thương trượt của thân đốt đâu ạ. Không thấy trượt của thân đốt cũng như không thấy tổn thương của các cái phần eo sống. Vâng, cảm ơn thầy Linh. Vâng. Như vậy chúng ta sẽ điều trị theo hướng của thầy Phó Giáo sư Hướng đã cho, đúng không? Tức là cái đau thần kinh tọa, đau rễ là nằm do thoái hóa cột sống. Vâng. Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh còn có ý kiến gì về bệnh nhân này không ạ? Dạ thưa thầy không ạ. Vâng, cảm ơn. Và xin được kết nối với bệnh viện Mường Khương, à bệnh viện xin lỗi, Chiêm Hóa.